Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe em cập nhật và giới thiệu anh chị và các bạn lúc này là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ Chiếc Hyundai Tucson 2.0 ATH sản xuất là 2019 Xe làm bánh với quãng đường là hơn 60.000 km Xe đăng ký tên tư nhân Gia đình sử dụng rất là giữ gìn Có trang bị đầy đủ những tính năng như đề lộ start top, màn hình giải trí, cam 360 Cửa lóc toàn cảnh, cốp điện Cam kết cho anh chị và các bạn xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên bản theo xe Thủ tục pháp lý của chiếc xe rõ ràng để anh chị và các bạn có thể sáng tên ngay trong ngày Hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị xe cho các bác đang có nhu cầu Và chiếc xe này thì hiện đang có mặt tại cửa hàng Việt Nguyên Auto Số 57 làm 961 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Chào bán cho anh chị và các bạn trong tầm giá chỉ dưới 700 triệu là anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe phiên bản cao cấp máy xăng với đầy đủ những tiện nghi tính năng an toàn những cái chi tiết tổng quan về sơn si cũng như là phần tính năng an toàn anh chị có thể tham quan qua ở phần đuôi xe thì nổi bật là hệ thống cảm biến này rồi là cam lùi ba chủ thì cũng trang bị cho chiếc xe đầy đủ những hệ thống cam hành trình cốp của chiếc xe sử dụng là cốp điện với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó rất là rộng rãi để anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ cùng với đó thì những phần chi tiết keo chỉ đinh tán ốc ác của chiếc xe đều còn giữ được độ nguyên bản anh chị ạ và những đường nét chi tiết tổng quan anh chị có thể ngắm mía qua cùng em khi anh chị và các bạn xem mà cần xem chi tiết cụ thể chỗ nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ chụp lại và gửi cho anh chị và các bạn thông qua zalo hoặc là các phương thức liên lạc để anh chị bạn có thể cầm nghĩa qua tổng quát về chiếc xe về hình ảnh, giá bán, thông số của chiếc xe em đã có cập nhật trên web hơi com anh chị có thể truy cập tại web để xem những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm và anh chị bạn có thể là tìm cho mình một chiếc xe nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình sao cho nó hợp lý nhất với chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản 2.0 máy xăng này thì nó sẽ có một cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó rất là hợp lý. Chỉ 10,58 lít cho đường trong đô thị, 5,8 lít cho đường ngoài đô thị và 7,6 lít cho đường kết hợp. Một mức tiêu hao nhiên liệu rất là phù hợp, đáng để anh chị và các bạn lưu tâm. Đấy, những đường nét tổng quan của chiếc xe thì em cũng quay rõ cho anh chị và các bạn. Từ những hệ thống giá lóc rồi là những đường gân, hệ thống bệ bước, tay nắm cửa và những phần táp ly cánh cửa chất lượng kéo chỉ ốc ác của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham quan và thẩm định đánh giá với những đường nét của nó thì vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao chất lượng của chiếc xe này thì khỏi phải bàn rồi anh chị ạ đơn vị đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi tuy vậy thì anh chị và các bạn vẫn nên mang đi check chéo để kiểm tra đảm bảo an tâm giúp anh chị và các bạn có thể chọn lựa cho mình một chiếc xe với chất lượng tốt nhất an tâm sử dụng tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước những đường nét về trần xe này, rồi hệ thống ghế ngồi, Đấy, những chi tiết tổng quan của chiếc xe anh chị có thể thấy không gian ngồi về hàng ghế thứ hai thì nó rộng rãi, thoải mái cho ba người ngồi, có độ ngả sâu giúp anh chị và các bạn có thể nghỉ ngơi thư giãn với không gian khoang lái tràn ngập những tiện nghi option và những cái tính năng hỗ trợ người lái. Đây là những cái phần như là hệ thống phím điều chỉnh chức năng, lên xuống kính, chỉnh gương bên trong đây là những cái chi tiết ốc bản lề chất lượng từ những cái phần bậc lên xuống hệ thống ghế ngồi ghế trang bị ghế chỉnh điện rồi Đấy, những đường led tổng quan thì em quay rõ cho anh chị tem mát của chiếc xe thì vẫn còn đầy đủ cho các bác có thể kiểm tra đây là những phần cột kèo cũng như là phần gioăng cao su chất lượng má ghế lái và ghế phụ với bệ tỉ tay trung tâm cũng có như có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc drive mode rồi là phanh tay điện tử auto hold Đấy, hệ thống cam 360 vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng những tiện nghi phím bấm chức năng của chiếc xe thì nó rất là thuận tiện đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể thao tác dễ dàng vừa lái xe vừa an toàn với không gian máy của chiếc xe thì em cũng vừa mới lấy chiếc xe về thôi chưa qua dọn dẹp gì cả chất lượng máy móc nó như thế nào thì nó còn nguyên bản như vậy thôi Đấy, những chiếc xe em quay thì em luôn quay hiện trạng của chiếc xe đầy đủ chi tiết cụ thể để các bác có thể ở xa có cái nhìn tổng quát nhất khi anh chị và các bạn ưng ừ, mình xuống mình xem lại xe rồi mình có thể là thỏa thuận lại về giá mức giá hiện đang chào bán cho anh chị và các bạn chỉ dưới 700 triệu thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe rất là đẹp và đáng lưu tâm này anh chị nhé